tao rồi hả? Đi. Quả thật đi. Tụi mày có sử dụng hơi thở gì đi nữa, mày cũng không ăn lại tao. Bây giờ mình biết làm sao đây nè. Hả? Cái gì? Là ta đây. Hả? Đúng rồi, kiếm thần. Đúng vậy. Ta chính là kiếm thần đã được hồi sinh trong vòng 2.000 năm trước. Trong 2.000 năm trước. Dạ. Năm trước đen. Hay có ông ta. Trước đây khi chủ nghĩ ra con khu. Hay khi chủ nghĩ ra con khu đã sử dụng nó. Chúng ta để có thể đánh bại được Hanzo. Bây giờ ta sẽ cho nó lại cho người. Ok, cảm ơn thầy. Để con truyền hết sức mạnh vào trong cái kiếm này để đánh bại anh đó. Ok, cứ truyền bao nhiêu thì truyền. Truyền hết vào ta đi. Ta sẽ cho nhìn cho cái thằng đó. Được rồi. Được rồi. Thôi thôi con nước. Thôi thôi con nước. Nữa. Nước. Nữa. Đá. Nha, anh thôi, anh nghe. Luôn 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 cái kiểu. Kiểu. Thức cuối cùng. Ba. Chém kiếm thôi. Ha. Ta sao ngươi lại có bà bối đó. Đúng. Điểm yếu của mình chỉ là kiếm thần. Như vậy kiếm thần. Đúng rồi. Mình cũng có điểm yếu. Điểm yếu của mình chỉ là kiếm thần. Nếu mà mình chỉ kiếm thần hoài thì mình sẽ không thể nào. Ngươi để đây. Ta sẽ báo thù. Ta tặng cho em một câu. Không. Khinh thường công độc. Khinh thường người khác. Ok, xin chào tất cả các bạn cho mình hạn. Bây giờ đang mưa gió hơn, đang khó khăn bây giờ các bạn nhớ mừng. Giờ đang mưa gió. Với lại lúc nãy thì mình, trước khi có mưa thì mình đã kiểm tra cái trước khi có mưa thì mình đã có. Thì mình hồi nãy vừa đi test Covid-19 rồi. Là do người ta ngân. Rồi, là do cái gì đó sai. Mà lúc đó mình không có cầm điện thoại theo. Vì bên khu vực cách ly đâu có cho quay phim gì đâu. Cho nên mình không thể quay cho các bạn coi được. Nhưng mà mình chia sẻ với các bạn ở đây. Đây để các bạn hiểu thôi. Chứ thực ra á, em ra đang mùa dịch Covid-19 thì ngân cũng phải hạn chế ra đường. Bởi vì nếu mà ngân tiếp tục, bởi vì các bạn không thể nào ra đường thường khi không cần thiết được. Các bạn chỉ ra, các bạn chỉ có thể cử một người trong cái gia đình đi ra đường để mà mua đồ các kiểu rồi thôi. Cái đó là nói rồi, cái đó nói chung cho các bạn nào mà ở quê mình tức thành phố Cần Thơ. Còn đối với các bạn có tính khác thì khác, nhất là thành phố Hồ Chí Minh thì các bạn cũng phải phải chú ý sức khỏe. Thì các bạn muốn thì bên thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa cách ly xong, nên các bạn cũng nghĩ là thành phố Hồ Chí Minh thôi bỏ qua chuyện đó đi. Đây nói chung á, nó mùa dịch cũng trong cái mùa cách ly ở quân đối với các bạn ở miền Nam thì các bạn thấy trong cái mùa giãn cách này các bạn phải đi đường phải tuân thủ 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung và khai báo y tế. Chỉ có 5K mới có thể giúp được các bạn. Chỉ có cần cấp tuân thủ 5K giúp các bạn có thể sống để sống sót. Nếu các bạn có thể chỉ có tuân thủ 5K giúp các bạn an toàn trong mùa dịch này, không lo bị mà không lo bị nhiễm. Này mà không lo phải bị nhiễm. Thực ra đó là video mình chỉ nói tới đây thôi. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video này. Nếu các bạn thích thì hãy nhấn like, share và subscribe. Hay để mà người sẽ hơn. Sắp tới mình sẽ làm nhiều video hơn nữa. Thực ra là mình hơi già rồi. Nhưng mà cũng xin thông báo luôn là sau cái tập 10 này thì mình sẽ không quay nữa. Bởi vì mình sẽ nói chừa. Mình sẽ chỉ quay được 13 tập thôi. Bởi vì ba tập cuối cùng còn lại thì sẽ phát sóng vào tuần sau. Mình sẽ dự định và phát sóng. Mình sẽ không quay cái tập 10 này, mình sẽ không quay cái chuyện anh em season 2 nữa.
Bởi vì mình cũng còn 5 tập nữa, là 15 tập. Thực ra trong để định trong tuần sau, tức là trong tháng 8 á, trong tháng 8 mình chỉ quay được mình sẽ quay 3 tập cuối cùng cách liền tuần. Mình sẽ quay 3 tập. Mỗi tập là phát cách liền là thứ ba hàng tuần luôn. Đúng không? Mình sẽ quay một tập, mỗi tập phát sóng vào lúc chủ nhật thứ ba hàng tuần. Và 2 tập còn lại mình sẽ là sau khi quay 3 tập đó thì mình sẽ để dành 2 tập còn lại. Đấy, để sang năm 2020 mình sẽ quay 2 tập đặc biệt Tết. Và mình sẽ và mới mốt á, 2 tập này mình sẽ gom chung lại thành cái phim điện ảnh luôn. Hai cái tập này sau đó mình sẽ có thì mình sẽ gom lại, không phải là tập tổng hợp mà là phim để tới phim điện ảnh luôn, tức là bao gồm những cái cảnh trong 2 tập đó cộng thêm mấy cảnh phụ mà mình quay nữa. Dự kiến cái movie này sẽ phát sóng vào lúc đêm 30 Tết nha. Cho nên các bạn đêm 30 Tết xuân 2022. Cho nên các bạn hãy đón xem nha. Và bây giờ cảm ơn các bạn đã theo dõi. Và nếu các bạn thích thì hãy nhớ like, share và subscribe. Nếu mà sắp tới hay để đón chờ 3 tập cuối tiếp theo nha. Và những tập tiếp theo nha. Còn bây giờ thì hãy phim rồi mà sao không subscribe đi. Các bạn đã xem video này và nếu các bạn thích hãy nhấn like, share và subscribe để sắp tới mình sẽ đạt được nút 3 còn 100 sub nha. Well, now let's go.